Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 131. Hỡi Đức Giê-hô-va, lòng tôi không kiêu ngạo, mắt tôi không tự cao, tôi cũng không tìm tòi những việc lớn hoặc những việc cao kỳ quá cho tôi. Tôi đã làm cho linh hồn tôi êm dịu an tịnh, như con trẻ dứt sữa bên mẹ mình. Linh hồn ở trong mình tôi cũng như con trẻ dứt sữa vậy. Hỡi Israel, hãy trông cậy nơi Đức Giê-hô-va từ bây giờ cho đến đời đời. Chương 6. Hết hãy những kẻ dưới ấp đầy tớ phải coi chủ mình là đáng trọng mọi đàng, hầu cho danh hiệu và đạo lý của Đức Chúa Trời khỏi bị làm trò cho người phạm thượng. Ai có chủ là tín đồ thì không nên lấy cớ anh em mà khinh dễ, nhưng phải càng hầu việc hơn, vì kẻ được công của mình là tín đồ và người rất yêu dấu. Đó là điều con phải dạy dỗ khuyên bảo họ. Ví thử có người dạy dỗ đạo khác không theo lời có ích của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta và đạo lý theo sự tin kính, thì người đó là lên mình kiêu ngạo, không biết chi hết, nhưng có bệnh hay gạn hỏi cãi lẫy, bởi đó sanh sự ghen ghét, tranh cạnh, dèm chê, nghi ngờ xấu xa, cùng những lời cãi lẽ hư không của kẻ có lòng hư xấu, thiếu mất lẽ thật, coi sự tin kính như là nguồn lợi vậy. Vả sự tin kính cùng sự thỏa lòng, ấy là một lợi lớn, vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Như vậy, miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng. Còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt xa vào sự cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất. Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn. Nhưng hỡi con là người của Đức Chúa Trời, hãy tránh những sự đó đi, mà tìm điều công bình, tin kính, đức tin, yêu thương, nhịn nhục, mềm mại. Hãy vì đức tin mà đánh trận tốt lành, bắt lấy sự sống đời đời là sự mà con đã được gọi đến, và vì đó mà con đã làm chứng tốt lành trước mặt nhiều người chứng kiến. Trước mặt Đức Chúa Trời là đấng ban sự sống cho mọi vật, và trước mặt Đức Chúa Giêsu Christ là đấng làm chứng tốt nơi buôn sơ phi lát. Ta khuyên con phải giữ điều răn, ở cho không vết tích và không chỗ trách được, cho đến kỳ sự hiện ra của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, là sự mà đấng chủ tể hạnh phước và có một, đến kỳ sẽ tỏ ra, là vua của mọi vua, chúa của mọi chúa, một mình Ngài có sự không hề chết, ở nơi sự sáng không thể đến gần được, chẳng người nào từng thấy Ngài và cũng không thấy được. Danh vọng và quyền năng thuộc về Ngài đời đời. Amen. Hãy răn bảo kẻ giàu ở thế gian này, đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn, nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, là đấng mỗi ngày ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng. Hãy răn bảo họ làm điều lành, làm nhiều việc phước đức, kiếp ban phát và phân chia của mình có. Vậy thì dồn chứa về ngày sau một cái nền tốt và bền vững cho mình, để được cầm lấy sự sống thật. Hỡi Timôthê, hãy giữ lấy sự giao phó đã nấy cho con, tránh những lời hư không phàm tục và những sự cãi lẽ bằng tri thức ngụy xưng là tri thức, ấy vì muốn luyện tập tri thức đó nên có người bội đạo. Nguyện xin ân điển ở cùng các anh em. Chương 18. Năm thứ ba đời Ô-xê, con trai Ê-la vua Israel, thì Ê-xê-chia con trai A-cha vua Giu-đa lên làm vua. Người được 25 tuổi khi lên làm vua và cai trị 29 năm tại Jerusalem. Mẹ người tên là A-bi, con gái của Sa-cha-ri. Người làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va y như David tổ phụ người đã làm. Người phá hủy các nơi cao, đập bể những trụ thờ, đánh hạ các Asherah và bẻ gãy con rắn đồng mà Môi-se đã làm,
bởi vì cho đến khi ấy, dân Israel xông hương cho nó. Người ta gọi hình rắn ấy là Nehutan. Ê-xê-chia nhờ cậy nơi Jehovah Đức Chúa Trời của Israel, nên trong các vua sau người hoặc trong những vua trước người chẳng có một ai giống như người. Người trìu mến Đức Jehovah, không xây bỏ Ngài, song gìn giữ các điều răn mà Đức Jehovah đã truyền cho Môi-se. Đức Jehovah ở cùng người, hễ người đi làm sự gì đều được thành tựu. Người giấy nghịch với vua Assyri, không phục vua ấy nữa. Người hãm đánh xứ dân Philippines cho đến Gaza và địa hạt chung quanh thành, từ tháp vọng canh đến thành kiên cố. Xảy ra năm thứ tư đời Ê-xê-chia, nhằm năm thứ bảy đời Ô-xê con trai Ê-la vua Israel, thì sanh Manasa vua Assyri đi lên đánh Samari và vây nó. Cuối ba năm, người hãm lấy. Ấy vậy, nhằm năm thứ sáu đời Ê-xê-chia, năm thứ chín đời Ô-xê vua Israel, thì Samari bị chiếm lấy. Vua Assyri đem dân Israel qua Assyri, đặt tại Chala và trên bờ Chabor, sông xứ Gosan, cùng trong các thành của Medi. Ấy vì chúng không có vâng theo lời phán của Jehovah Đức Chúa Trời mình, nhưng bội giao ước Ngài, không khứng nghe và chẳng làm theo các điều mà Môi-se, tôi tớ của Đức Giê-hô-va đã truyền cho. Năm thứ 14 đời Ê-xê-chia, Sang-chê-ríp vua Assyri đến đánh các thành kiên cố của Giu-đa và hãm lấy nó. Ê-xê-chia vua Giu-đa sai sứ đến La-ki nói với vua Assyri rằng: tôi phạm lỗi, cầu vua lìa khỏi nước tôi, hễ vua đòi tôi điều gì tôi sẽ chịu. Vua Assyri bắt Ê-xê-chia vua Giu-đa phải trả 300 ta lân bạc và 30 ta lân vàng. Ê-xê-chia nộp cho người các bạc ở trong đền Đức Giê-hô-va và trong kho tàng của cung vua. Bây giờ Ê-xê-chia gỡ vàng của các cửa và cột đền thờ Đức Giê-hô-va mà chính mình người đã cẩn vào, rồi nộp hết cho vua Assyri. Xong, vua Assyri ở La-ki sai Tạc Tang, Ráp-sa-ri và Ráp-sa-kê đem theo một đạo binh mạnh đến Jerusalem đánh vua Ê-xê-chia. Chúng đi lên Jerusalem và dừng lại tại cống ao trên ở bên đường ruộng thợ nện. Đoạn, chúng xin nói chuyện với vua. Eliakim, con trai Hinkia, quan cai đền, Shepna, thư ký và Joa, con của Asaph, quan thái sử, đều đi ra đến chúng. Ráp-sa-kê nói cùng họ rằng: ta xin các ngươi hãy nói với Ê-xê-chia rằng: vua Assyri là vua lớn nói như vậy. Ngươi nhờ cậy ai dường ấy? Ngươi có nói chỉ những lời hư không đó thôi mà rằng: ta có mưu kế sức mạnh đặng tranh chiến. Vậy ngươi để lòng tin cậy nơi ai mà dấy loạn cùng ta? Ta thấy rõ điều đó. Ngươi nhờ cậy nơi Ê-díp-tô, thật như nương vào cây sậy gãy. Ví ai nương dựa nó, ắt nó sẽ đâm vào tay, soi lũng ngang qua. Phàm ai nhờ cậy Pharaon vua Ê-díp-tô thì đều bị như thế. Có lẽ các ngươi sẽ nói với ta rằng: chúng tôi nhờ cậy nơi Jehovah Đức Chúa Trời của chúng tôi. Nhưng há chẳng phải các nơi cao và bàn thờ của Ngài mà Ê-xê-chia có phá hủy, truyền cho Giu-đa và Jerusalem rằng: các ngươi khá thờ phượng Chúa tại Jerusalem ở trước bàn thờ này chăng? Thế thì ngươi hãy đánh cuộc với chủ ta là vua Assyri. Ta sẽ giao cho ngươi 2000 con ngựa, nếu ngươi tìm được quân kỵ để cưỡi chúng nó. Ấy chẳng đặng thì ngươi làm sao đánh đuổi một quan tướng nhỏ hơn hết của chủ ta đặng? Ngươi cậy nơi Ê-díp-tô đặng kiếm xe và quân kỵ sao? Há chẳng phải theo lệnh của Đức Giê-hô-va mà ta loáng qua miền đây đặng phá hủy nó sao? Đức Giê-hô-va thật có phán với ta rằng: hãy đi lên đánh xứ này và phá hủy nó. Eliakim, con trai Hinkia, Shepna và Joa bèn nói với Ráp-sa-kê rằng: hãy nói với các tôi tớ ông bằng tiếng Syri, vì chúng tôi hiểu thứ tiếng ấy. Chớ nói cùng chúng tôi bằng tiếng Giu-đa vào tai dân sự ở trên vách thành.
Rabshake đáp lại với chúng rằng: Há có phải cùng chủ ngươi và ngươi mà chủ ta sai ta nói các lời này sao? Người há chẳng sai ta đến cùng những người đứng trên vách thành để họ với ngươi ăn phẫn mình và uống nước tiểu mình sao? Đoạn, Rabshake đứng tại đó, cất tiếng la lớn lên bằng tiếng Giu-đa mà rằng: Hãy nghe lời vua Assyri là vua lớn nói. Vua nói như vậy: Chớ để cho Ê-xê-chia lường gạt các ngươi, vì hắn không tài nào giải các ngươi khỏi tay ta. Cũng chớ để người dỗ các ngươi tin cậy nơi Đức Giê-hô-va mà rằng: Đức Giê-hô-va sẽ giải cứu chúng ta, và thành này sẽ chẳng sa vào tay của vua Assyri đâu. Chớ nghe Ê-xê-chia, vì vua Assyri nói như vậy: Khá hòa với ta và hàng đầu ta, mỗi người trong các ngươi sẽ được ăn hoa quả của vườn nho và của cây vả mình, cùng uống nước giếng mình, cho đến chừng ta tới dẫn các ngươi vào trong một xứ giống như xứ của các ngươi, tức là xứ có lúa và rượu, bánh và vườn nho, một xứ sanh dầu olive và mật ong. Như thế các ngươi sẽ sống và không chết đâu. Vậy chớ nghe Ê-xê-chia, vì hắn gạt các ngươi khi nói rằng Đức Giê-hô-va sẽ giải cứu chúng ta. Những thần của các dân tộc khác há có giải cứu xứ mình khỏi tay vua Assyri chăng? Thần của Hamát và thần của Ác-bác ở đâu? Thần của Sê-phạt-va-im, thần của Hê-na và thần của Y-va ở đâu? Các thần đó có giải cứu Samari khỏi tay ta chăng? Trong những thần của muôn nước, có thần nào đã giải cứu xứ họ khỏi tay ta chăng? Đức Giê-hô-va có thể giải cứu Jerusalem sao? Nhưng dân sự làm thinh, không đáp lại một lời, vì vua có truyền lệnh rằng: Các ngươi chớ trả lời. Eliakim con trai Hinh kia quan cai đền, thư ký Sép-na và quan thái sử Dô-a con trai A-sáp trở về Ê-xê-chia, quần áo xé rách, thuật cho người mọi lời của Rabshake. Chương 19. Hay được tin ấy, vua Ê-xê-chia xé rách quần áo mình, mặc áo bao và đi vào đền thờ của Đức Giê-hô-va. Đoạn, người sai Eliakim quan cai đền, Sép-na thơ ký và những thầy tế lễ già hơn hết mặc bao đến Ê-sai thầy tiên tri con trai A-mốt. Chúng nói với người rằng: Ê-xê-chia nói như vậy: Ngày nay là một ngày tai nạn, sửa phạt và ô danh, vì đàn bà đã đến kỳ mãn nguyệt nhưng thiếu sức đẻ con. Có lẽ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ông đã nghe các lời của Rabshake mà vua Assyri chủ hắn đã sai đến đặng phỉ báng Đức Chúa Trời hằng sống, và Giê-hô-va Đức Chúa Trời ông sẽ quở phạt các lời ngài đã nghe. Vậy xin hãy cầu nguyện dùm cho những kẻ còn sống. Các tôi tớ vua Ê-xê-chia đi đến Ê-sai. Người nói với chúng rằng: Các ngươi khá đáp với chủ mình thế này. Đức Giê-hô-va phán như vậy: Chớ sợ hãi những lời các ngươi đã nghe các tôi tớ của vua Assyri dùng mà phạm đến ta. Ta sẽ khiến một thần đến cùng nó, làm cho nó nghe tiếng đồn, và nó sẽ trở về xứ mình. Tại đó ta sẽ dùng gươm giết nó. Khi Rabshake trở về vua Assyri, thấy vua đang vây Libna vì có hay rằng chủ mình đã lìa khỏi Laki. Vua bèn nghe nói về Tiệc Haka, vua Ethiopi rằng: Kìa, người đã kéo ra đặng giao chiến với ông. Bởi cơ đó, Sanchirip lại sai sứ giả đến Ê-xê-chia và dặn rằng: Các ngươi hãy nói như vậy với Ê-xê-chia, vua Giu-đa mà rằng: Chớ để cho Đức Chúa Trời là đấng ngươi nhờ cậy phỉnh gạt ngươi mà nói rằng Jerusalem sẽ chẳng bị sa vào tay vua Assyri. Kìa, người đã hay những việc các vua Assyri đã làm cho các xứ mà diệt đi hết thảy, còn ngươi sẽ thoát khỏi nào? Các thần của những dân tộc mà tổ phụ ta đã tuyệt diệt há có giải cứu chúng chăng? Là các thần của Gosan, Haran, Reshep và dân Eden ở tại Telasa. Vua Hamat, vua Ác-bác, vua thành Sê-phạt-va-im,
vua Hena và vua Iva đều ở đâu? Ê-xê-chia tiếp đặng thơ ở nơi tay các sứ giả bèn đọc. Đoạn, người đi lên đền thờ của Đức Giê-hô-va và mở thơ ra trước mặt Đức Giê-hô-va. Ê-xê-chia cầu nguyện Đức Giê-hô-va rằng: Ôi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, Ngài vẫn ngự ở giữa các cherubim, chỉ một mình Ngài là Đức Chúa Trời của các nước thế gian. Chính Ngài đã làm nên trời và đất. Hỡi Đức Giê-hô-va, hãy nghiêng tai Ngài và nghe. Hỡi Đức Giê-hô-va, hãy mở mắt Ngài ra và xem. Cầu Chúa hãy nghe các lời mà Sanchirip sai nói, đặng phỉ báng Đức Chúa Trời hằng sống. Đức Giê-hô-va ơi, quả thật các vua Assyri đã diệt các dân tộc và phá hoang địa phận chúng nó, ném các thần chúng nó vào lửa, nhưng chẳng phải là thần, chẳng qua là công việc của tay người ta làm ra bằng gỗ và bằng đá, nên chúng hủy diệt các thần ấy. Vậy bây giờ, hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng tôi ơi, xin giải cứu chúng tôi khỏi tay Sanchirip, hầu cho muôn nước trên đất biết rằng chỉ một mình Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Ê-sai, con trai A-mốt sai nói với Ê-xê-chia rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: Ta có nghe lời ngươi cầu nguyện cùng ta về việc Sanchirip vua Assyri. Này là lời Đức Giê-hô-va đã phán về hắn: Gái đồng trinh Si-ôn khinh dễ, chê cười ngươi. Con gái Jerusalem đã lắc đầu theo ngươi. Ngươi phỉ báng và sỉ nhục ai, cất tiếng lên cùng ai? Thật, ngươi đã trừng con mắt nghịch với đấng thánh của Israel. Ngươi đã nhờ các sứ giả mình nhạo báng Chúa mà rằng: Ta đem nhiều xe lên chót núi, đến đỉnh rất xa của Liban. Ta sẽ đốn những cây bá hương cao hơn hết và cây tòng tốt nhất của nó. Ta sẽ đến cõi xa hơn hết, tức rừng rộng của nó. Ta đã đào giếng uống nước của đất lạ, dưới bàn chân ta sẽ làm cạn các sông Ê-díp-tô. Sự này ta đã làm từ lâu, việc này ta đã định từ thời cổ, ngươi há chẳng nghe đến sao? Bây giờ ta khiến cho sự đó xảy đến, để cho ngươi phá hoang các thành kiên cố ra đống hư nát. Vì vậy dân sự của các thành ấy đều yếu đuối, bị sợ hãi và hổ thẹn. Chúng giống như cây cỏ xanh ngoài đồng, tỉ như cây cỏ trên nóc nhà, khác nào lúa mì đã héo trước khi cọng chưa thành. Nơi ngươi ngồi, lúc ngươi đi ra đi vào, và sự giận dại ngươi đối cùng ta, ta đã biết hết. Bởi ngươi giận dại cùng ta, và vì lời kiêu ngạo ngươi đã thấu đến tai ta, ắt ta sẽ xỏ cái vòng nơi mũi ngươi, để khớp nơi môi miếng ngươi. Đoạn, ta sẽ khiến ngươi trở về theo con đường mà ngươi đi đến. Hỡi Ê-xê-chia, nhờ dấu hiệu này, ngươi nhìn biết rằng lời này sẽ ứng nghiệm. Năm nay, các ngươi sẽ ăn vật hột giống rớt xuống, sinh ra. Năm thứ nhì, ăn vật tự mọc lên. Nhưng năm thứ ba, các ngươi sẽ gieo và gặt, trồng nho và ăn trái nó. Hễ giống gì thoát khỏi, còn lại của dân tộc Giu-đa, dưới sẽ châm rễ xuống, trên sẽ kết bông trái lên. Vì sẽ có phần sót lại từ Jerusalem mà ra, kẻ thoát khỏi từ núi Si-ôn mà đến. Lòng sốt sắng của Đức Giê-hô-va sẽ làm nên việc ấy. Bởi cớ đó, Đức Giê-hô-va phán về vua Assyri như vậy: Nó sẽ không vào thành này, chẳng xạ tên trong nó, cũng chẳng kéo đến dơ khiêng lên trước mặt nó, và chẳng đắp lũy nghịch nó. Đức Giê-hô-va phán: Nó sẽ trở về theo con đường nó đã đi đến, không vào trong thành này. Vì tại cớ ta và David kẻ tôi tớ ta, ta sẽ binh vực thành này đặng cứu nó. Trong đêm đó, có một thiên sứ của Đức Giê-hô-va đi đến trong dinh Assyri và giết 185.000 người tại đó. Sáng ngày mai người ta thức dậy, bèn thấy quân ấy, kìa, chỉ là thây đó thôi. Sanchirip vua Assyri bèn trở về ở tại Ninive. Một ngày kia, người thờ lại tại trong chùa Nidrog, thần của mình, thì Adramelech và Sarishe giết người bằng gươm. Đoạn, chúng nó trốn trong xứ Ararat. Ê-sạc Ha-đôn, con trai người, kế vị người. Chương 20. Trong lúc đó, Ê-xê-chia bị bệnh nặng gần chết.
tiên tri Esai con trai Amos đến cùng người và nói rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy, hãy trối lại cho nhà ngươi, vì ngươi sẽ thác chẳng sống được đâu. Ê-xê-chia bèn xây mặt mình vào phía vách và cầu nguyện Đức Giê-hô-va mà rằng: Ôi Đức Giê-hô-va, xin hãy nhớ lại rằng tôi đã lấy sự thành thật và lòng trọn lành đi trước mặt Chúa và làm theo điều tốt lành tại trước mặt Ngài. Đoạn Ê-xê-chia khóc rất thảm thiết. Ê-sai chưa đi khỏi thành trong, có lời của Đức Giê-hô-va phán với người rằng: Hãy trở lại nói với Ê-xê-chia vua của dân sự ta rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời của David tổ phụ ngươi phán như vậy, ta có nghe lời cầu nguyện ngươi, thấy nước mắt của ngươi, này ta sẽ chữa lành cho ngươi. Đến ngày thứ ba ngươi sẽ đi lên đền của Đức Giê-hô-va, ta sẽ thêm tuổi ngươi 15 năm, ta sẽ giải cứu ngươi và thành này khỏi tay vua Assyri. Vì cớ ta và David kẻ tôi tớ ta, ta sẽ binh vực thành này. Ê-sai bèn biểu: Hãy lấy một cái bánh trái vả. Người ta lấy nó đắp trên một ung thì vua được lành. Vả Ê-xê-chia đã hỏi Ê-sai rằng: Bởi dấu nào tôi phải nhìn rằng Đức Giê-hô-va sẽ chữa lành cho tôi và đến ngày thứ ba tôi sẽ được đi lên đền của Ngài? Ê-sai đáp: Này là dấu Đức Giê-hô-va ban cho ngươi, đặng làm chứng cho ngươi biết Ngài sẽ làm thành điều Ngài đã phán ra. Ngươi muốn bắn tới trước 10 độ hay là lui lại 10 độ chăng? Ê-xê-chia đáp: Bắn tới trước 10 độ thì chẳng khó gì. Không, thà nó lui lại sau 10 độ thì hơn. Thầy tiên tri Ê-sai cầu khẩn Đức Giê-hô-va. Ngài bèn đem bóng đã dọi trên trắc ảnh A-cha lui lại 10 độ, là 10 độ đã xuống rồi. Trong lúc đó, Berodac Baladan, con trai Baladan vua Babylon, gửi thơ và lễ vật cho Ê-xê-chia, vì người đã hay rằng Ê-xê-chia đau. Ê-xê-chia nghe lời các sứ giả tâu thì vui mừng, bèn dẫn chúng viếng đền là nơi chứa các vật quý, bạc, vàng, thuốc thơm, dầu quý, lại cho xem trại cơ khí và mọi vật trong kho tàng mình. Chẳng có chi trong đền hoặc trong nước mà Ê-xê-chia không cho chúng xem thấy. Tiên tri Ê-sai bèn đi đến vua Ê-xê-chia và hỏi người rằng: Các người đó nói chi và ở xứ nào đến? Ê-xê-chia đáp: Chúng đến từ xứ xa, từ Babylon. Ê-sai tiếp: Vua cho chúng xem chi trong đền của vua? Ê-xê-chia đáp: Chúng có thấy mọi vật ở trong đền ta, chẳng gì trong các kho tàng ta mà ta chẳng chỉ cho chúng xem. Ê-sai bèn nói với Ê-xê-chia rằng: Hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va. Thì giờ sẽ đến khi mọi vật ở trong đền vua, mọi vật mà các tổ phụ vua đã chất chứa trong kho tàng cho đến ngày nay đều sẽ bị đem qua Babylon. Đức Giê-hô-va phán sẽ chẳng còn chi lại hết. Lại, những đứa con trai của vua do nơi vua sinh ra sẽ bị bắt dẫn đi làm hoạn quan trong đền vua Babylon. Ê-xê-chia đáp với Ê-sai rằng: Lời của Đức Giê-hô-va mà ngươi đã nói là thiện. Người tiếp: Ít nữa trong đời tôi sẽ có điều bình yên và sự vững vàng chăng? Các chuyện khác của Ê-xê-chia, sự mạnh dạn người, cuộc xây hồ chứa nước và kinh dẫn nước vào trong thành đều chép trong sử ký về các vua Giu-đa. Ê-xê-chia an giấc cùng các tổ phụ mình. Ma-na-xê con trai người kế vị người. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống,
Cùng các sự khác giống như vậy, con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.